chào hơn 1.800 anh chị em đang xem live nha. Chăm chỉ một lượt chia sẻ với một lượt like nha. UFC vẫn còn phản công cho ngân hàng Ngọc Vân. Chuyển một tốt của Ngọc Tuân. Cuộc dư. Mạnh Cương. Vẫn còn. Ai đây? Quốc Dư. Quốc Dư. Em xin lỗi nhé. Quốc Dư. Quốc Dư. Tiếp tục là Quốc Dư. Chuyển một tốt của Ngọc Thuận. Quốc Dư. Đó là một pha đập bóng trên cần. Thẳng chân của Quốc Dư. Rất mạnh. Quốc Dư. Đó là một pha đánh bóng bàn trắng ăn điểm. Điểm cho ngân hàng, điểm 5 đều.